Lái xe taxi vào ban đêm luôn có thể gặp phải những điều kỳ lạ. Khoảng rạng sáng hôm đó, tôi đang lái xe bình thường, đột nhiên thấy một người phụ nữ đứng bên đường, đưa tay ra để vẫy xe. Tôi dừng lại, người phụ nữ mở cửa xe và lên xe. "Cô đi đâu?" tôi hỏi. "Về nhà." Người phụ nữ đáp lại. "Người đẹp, uống nhiều rồi hả? Làm sao tôi biết nhà cô ở đâu?" Tôi cười nói một câu, dùng ánh mắt liếc mắt nhìn cô ta một cái. Bởi vì người phụ nữ độc thân chặn xe giờ này không nhiều, một nửa đều là gái ngành hoặc có việc gấp. Tôi đùa giỡn một chút, nhưng cô ta không có phản ứng gì, chỉ trả lời một câu, "Đi tang lễ." Tôi nhất thời nở nụ cười, cũng không nghĩ nhiều, đạp chân ga rời đi. Trên đường tôi không nói gì với phụ nữ nữa. Lái taxi mấy năm nay tôi đã sớm học được khi nào nên câm miệng. Đại khái nửa giờ đã tới rồi, trước khi xuống xe, người phụ nữ ném xuống một tờ 100.000, vội vã rời đi. Tôi cũng không để ý, tôi lặng lẽ châm một điếu thuốc và tiếp tục lên đường. Sau đó liền đi tới nhà hàng thường xuyên vào đêm khuya. Ở hàng lớn tôi gặp mấy đồng nghiệp lái xe đêm. Mấy người chúng tôi thường xuyên hẹn nhau ăn khuya, thay phiên nhau ngồi chờ khách đặt. Mấy người vừa ăn vừa tán gẫu, không biết ai bỗng nhiên hỏi một câu, "Chiếc xe gây tai nạn kia đã tìm được sao?" "Không thấy, nghe nói là camera giám sát bên kia cầu đều hỏng, không chụp được." "Quá thảm, một thi thể hai mạng, anh em sau này lái xe nên thong thả một chút." Tôi nghe thấy không hiểu, vì vậy tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. "Tuần trước, có một chiếc xe nào đó đâm chết một người, là một bà bầu. Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy, có người nhìn thấy nói là taxi đâm. Gần đây mọi người đều bàn luận chuyện này." Có người giải thích với tôi, trong lòng tôi lột bột một chút, trong đầu không tự chủ được liền nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi đi xe của tôi. Cô ấy đang ở trên một con đường nào đó, hơn nữa cũng là phụ nữ mang thai. "Có chuyện gì với anh vậy? Sắc mặt trắng bệch như vậy, không phải là người đụng phải chứ?" "Khẳng định không phải ba đàn, tuần trước nó nghỉ phép cũng không có cơ hội lái xe." Thằng bạn đã thay tôi giải thích. Ăn xong đồ ăn khuya, tôi liền đi lấy hóa đơn. Tôi lấy ra tờ tiền kia, ánh mắt đảo qua, không khỏi hít sâu một hơi. Trong tay ta nắm không ngờ lại là tiền âm phủ. Lần này thật sự làm tôi sợ hãi, thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Ta trở lại xe sừng sốt nửa ngày không động đậy, run rẩy sợ hãi. Nhưng ta rõ ràng nhớ rõ lúc ấy nữ nhân đưa cho là 100.000 tiền thật. Chẳng lẽ nào không? Trên đời này làm gì có ma? Nửa đêm tôi không dám chạy đến nơi hẻo lánh, chỉ đi dạo trên đường phố chính. Thật vất vả chịu đựng đến rạng sáng, tôi đã sớm đến nhà Cầu Đản. Cầu Đản là đối tác của tôi, người phụ trách lái xe ban ngày. Nhìn thấy Cầu Đản tôi liền cảm thấy sai sai. Mới mấy ngày không thấy mà tên này tựa như bị bệnh nặng, cả người bệnh ngứa ngáy, ốm yếu, quầng thâm nặng muốn chết. Cảm giác nó mới là người thức đêm. Đi theo là con gái anh ta, nhìn thấy tôi, cô bé chào hỏi rất lịch sự. Tôi giao xe cho Cầu Đản. Trước khi lên xe, Cầu Đản bỗng nhiên kỳ quái nói một câu, "Có ai tìm cậu hỏi gì không?" Tôi sửng sốt, "Không có gì." Cầu Đản vẫy tay chui vào trong xe, nhìn xa, trong đầu tôi đột nhiên chợt lóe lên. Bộ dáng cổ quái của Cầu Đản làm cho tôi nghi ngờ. Xe được thay đổi nắp ca, pô mới, ở phía trước cũng được sơn lại. Chẳng lẽ chiếc xe gây tai nạn đó có liên quan đến Cầu Đản? Tối hôm qua nữ nhân kia còn đưa tiền âm phủ, không khéo thật sự là nữ nhân kia. Tôi muốn hỏi rõ sự tình nên đã gọi điện thoại cho Cầu Đản hẹn hắn gặp mặt. Vừa gặp mặt tôi liền đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt Cầu Đản trong nháy mắt trắng bệch. Cầu Đản dẫn tôi đến nhà, "Anh em tốt, làm ơn để tôi yên." Cầu Đản khóc thảm thiết nói, "Tôi không thể để đứa trẻ có một người cha đã giết người." Tôi đã tức giận, cho Cầu Đản một cước, "Ngươi có phải ngu ngốc không? Tai nạn giao thông nên được xử lý như thế nào thì xử lý như thế. Mày làm như vậy sau này bị bắt sẽ đi tù nặng đấy." Cầu Đản nói lúc ấy đầu óc cũng bị giật mình. Sự tình đến nước này, tôi cũng rất mâu thuẫn. Lẽ ra ta không nên thay hắn giấu giếm, nhưng ta lại không đành lòng. Đặc biệt là nghĩ đến Nha Nha, nếu như Cầu Đản ngồi tù, con gái hắn làm sao bây giờ? Cuối cùng tôi đã đồng ý che giấu cho nó. Từ nhà Cầu Đản đi ra, đầu óc tôi ong ong. Tôi có chút hối hận không nên đi hỏi hắn. Hiện tại gánh nặng tâm lý ngược lại càng lớn. Đến buổi tối, tôi vẫn đúng giờ đi đón xe, lái xe đi trên đường. Tôi vẫn tâm thần không yên, thỉnh thoảng lại nhớ tới người phụ nữ kia. Vạn nhất hắn thật sự là quỷ hồn đến trả thù thì sao? Tôi cố ý lái xe tránh con đường đó,
chỉ sợ gặp lại người phụ nữ kia. Nhưng sợ cái gì đến cái đó. Rạng sáng, tôi dừng xe ở ven đường để chợp mắt. Thanh âm sâu kín của một người phụ nữ vang lên. Anh ơi, đi đến nhà tang lễ. Tôi trong nháy mắt bừng tỉnh, cả người phát run, ngay cả quay đầu cũng không có dũng khí. Anh ơi, đến nhà tang lễ. Người phụ nữ lại nói một lần nữa. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Tôi không tự chủ được nói một câu. Anh ơi, đến nhà tang lễ. Tôi đã bị đánh thức, thức dậy và phát hiện ra rằng tôi vẫn còn tại chỗ. Tôi chỉ chợp mắt và mơ mộng, mồ hôi lạnh sâu. Giấc mơ vừa rồi quá thực tế. Tôi thức dậy trong xe cho đến khi bình minh, sau đó đi đến công ty. Theo yêu cầu mạnh mẽ của tôi, công ty đã thay đổi cho tôi một chiếc xe khác. Tôi không quan tâm cẩu đản nghĩ như thế nào. Đầu tiên tôi phải tự bảo vệ mình. Tôi ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Nếu không phải vì cuộc sống, tôi thậm chí không muốn đi lái xe thuê nữa. Tôi đang lái một chiếc xe mới. Cuối cùng người phụ nữ đó không còn xuất hiện nữa. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi đã trở lại tích cực. Nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Cẩu đản tự thú. Tôi không biết vì sao nó lại tự thú. Sau khi đổi xe chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng dù sao cùng làm việc với nhau, tôi vẫn đi gặp cẩu đản. Bộ dáng cẩu đản rất thảm. Anh em tốt, tôi xứng đáng như vậy. Tôi lo lắng cho con tôi. Cẩu đản khóc. Tôi cũng rất khó chịu. Chỉ là một tai nạn. Tôi tin rằng cẩu đản cũng không muốn. Vì tiểu nha, tôi đổi sang ca ngày lái xe. Mỗi ngày tôi đều đưa cô bé đi học. Một ngày nọ, tôi đến trường sớm trước khi tan học. Tôi đậu xe gần trường để chờ tan học. Lái xe một ngày, cảm thấy một chút mệt mỏi. Tôi tựa lưng vào ghế bị mê hoặc. Đột nhiên tôi cảm giác được một trận gió âm theo thân thể đột nhiên cứng ngắc. Tôi cảm giác được phía sau có người. Ta cố gắng quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt nữ nhân. Cô ta thực sự đến rồi. Người phụ nữ từ từ đến gần tôi, khuôn mặt trắng bệch. Tôi không cam lòng. Người không phải tôi đụng. Cô muốn trả thù cũng không nên tìm tôi. Tiếng gõ bất thình lách đánh thức tôi. Tôi mở mắt ra. Cô bé vẫy tay với tôi. Đó là một giấc mơ. Không thể như vậy nữa. Tôi cắn răng. Tôi sẽ chống trả. Không thể để cho người phụ nữ đó hủy hoại tôi. Tôi hỏi thăm chung quanh. Rốt cục tìm được một đại sư. Đại sư là một người trung niên, dáng người ngăm đen. Tôi đem sự tình nguyên bản nói một lần. Nếu người không phải là ngươi đụ quan, quan có đầu nợ có chủ, không có gì phải sợ. Đại sư có vẻ rất bình tĩnh. Đại sư bảo tôi dẫn ông ta đến hiện trường tai nạn. Cứ như vậy tôi mang theo đại sư đi đến ngã tư đó. Đã qua rất nhiều ngày, hiện trường tai nạn hoàn toàn cái gì cũng nhìn không ra. Đại sư đi vòng quanh ngã tư vài vòng, lại dừng lại bên cạnh cây. Có biết đây là cây gì không? Đại sư đưa tay vỗ vỗ thân cây. Cây này chắc chắn có vấn đề. Nữ tử kia chết oan uổng, oan hồn không tan. Chỉ có thể để ta tiễn cô ta đi. Đại sư cũng không nói nhảm, lấy ra một thanh mộc kiếm nhỏ. Cũng không thấy ông ta dùng lực như thế nào. Đột nhiên một thanh mộc kiếm cắm vào cây. Quả nhiên là có bản lĩnh. Trong lòng tôi một trận bái phục ông ấy. Sau một khắc, trên thân cây đột nhiên toát ra một cỗ máu. Thanh âm chói tai vang lên. Chung quanh bỗng nhiên nổi lên một ánh hào quang. Bỗng nhiên xuất hiện trong miệng đại sư. Thanh âm trở nên lớn lên. Đầu nữ nhân ngẩng lên. Tôi sợ tới mức không dám nhìn lại. Tôi nghe thấy đại sư giống một tiếng. Chờ tôi xoay người lần nữa, nữ nhân đã không thấy đâu. Cô ta đi rồi. Đại sư nói với ta một câu. Sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa. Tôi lo lắng hỏi. Miễn là trái tim của ngươi không có ma, cô ta sẽ không xuất hiện một lần nữa. Tôi không còn tiếp tục lái taxi, làm việc như một nhân viên bán hàng. Tôi muốn có một cuộc sống yên tĩnh. Một buổi tối, tôi đậu xe điện bên đường. Đột nhiên cảm thấy phía sau một làn gió mát mẻ. Anh ơi, làm phiền đưa tôi về nhà. Giọng nói của một người phụ nữ sau lưng tôi.